Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẻ Bảo Hân. Ngày hôm nay thì Mẻ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với quý vị và các bạn cái cách sơ chế loại bỏ độc tố ở trong cái sâm cau đen nhé. Thì sâm cau đen hay còn gọi là tiêu mao rừng, nó là một cái sản phẩm mà nó rất là tốt cho sức khỏe của nam giới. Cái công dụng tuyệt vời của nó thì mình đã làm rất nhiều video rồi và mình sẽ để những cái video chi tiết mà mình giới thiệu về các cái công dụng tuyệt vời của nó ở phía dưới mục mô tả của mỗi video này nhé, để mọi người có thể tham khảo. Thế còn thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm rất là tốt, nhưng nó lại có độc tố ở bên trong của cây. Vậy cho nên là khi các bạn mua thì các bạn cần phải lưu ý là chúng ta cần phải biết cách xả độc cho cái sâm cau đen này. Nếu chúng ta không xả độc đúng thì chúng ta sẽ rất là dẫn đến cái sự nguy hiểm khi chúng ta ngâm cái sản phẩm này nhé. Thì ở đây mình có ghi rõ tất cả các bước ở trên màn hình là cái cách để ngâm được cái sâm cau đen, làm sao để cho nó xả được độc và lúc đó thì chúng ta mới đưa vào chúng ta sử dụng được. Thì đây là một cái quy trình ngâm xả độc cơ bản nhất của các cái bác sĩ đông y, cũng như là đây cũng là một cái kinh nghiệm và cũng là cái mà mẹ mình, người dân tộc Thái của Tây Bắc, mẹ đã chia sẻ với mình từ khi mình còn rất là nhỏ. Thì khi mình còn nhỏ thì gia đình mình thường là tự làm tất cả, và giống như là các bạn ở các vùng có suối ấy, thì các bạn xả độc thì các bạn mang ra suối các bạn xả ngâm thì nó sẽ tốt hơn là cái việc là các bạn chỉ ngâm ở trong nước này nhé. Bởi vì khi chúng ta ngâm ở suối xả độc được ấy, thì nó ngày xưa là mẹ mình cứ cho vào một cái sọt ấy, xong để ở ngoài suối có một đêm thì cái nước đấy nó xả đi, thì nó sẽ còn tốt hơn là cái việc là bây giờ mình ở thành phố cho nên là mình không xả được độc như thế, thì mình chỉ có ngâm nước gạo, sau đó thì mình lại ngâm tiếp bằng nước và xả nhiều lần thôi. Xả hết cái phần nhớt và các cái loại bỏ những các cái phần hỏng này, rồi những các cái lớp lụa ở bên ngoài thì chúng ta phải bỏ đi nhé các bạn nhé. Còn nếu như chúng ta không bỏ đi thì cái phần này nó cũng chính là cái phần độc của cái sâm cau đen, cùng với đó là cái nhựa khi chúng ta chưa xả độc được ấy, thì nó có những cái phần độc tố và chúng ta ngâm thì nó sẽ không tốt. Và ở đây thì mình sẽ ghi rõ tất cả các bước ở trên màn hình để mọi người có thể nhìn thấy rõ. Và vì đây là mình cũng chia sẻ là mình ở thành phố, mình ở Hà Nội, cho nên mình cũng không có sông suối gì để mà mình có thể là mình xả độc được nó. Nhưng các bạn mà ở vùng quê ấy, thì các bạn có thể có suối, thì các bạn thả ở ngoài suối ấy, thì nó sẽ xả độc tốt hơn là mình để ngâm như thế này các bạn nhé. Và cái việc ngâm xả độc như thế này thì cũng phải chia sẻ mọi người, nó rất là mất thời gian. Như mình mỗi một lần mình làm thì thường là mình làm khoảng 50 cân một lần. Và để làm được 50 cân một lần thì mình phải mất trong vòng 3 ngày. 3 ngày liên tục là mình cứ ngồi làm như thế này và rất là, phải nói là rất là đau tay luôn ấy, thì mới có được cái sản phẩm. Sau đó thì mình lại phơi nữa. Phơi thì các bạn nên lưu ý là chúng ta phơi thì chúng ta phơi ở cái nơi mà nó ít nắng to nhé. Với tất cả các sản phẩm thuốc, giống như là cái sản phẩm mà mình đã chia sẻ về siro ho hoa đu đủ lực thì các bạn cũng chỉ được ngâm ở phơi ở những cái nơi mà có gió thoáng này và nắng nhẹ. Với các cái loại thuốc thì các bạn nên phơi như thế thì nó sẽ tốt, chứ còn nếu như mà chúng ta phơi ở trên cái nắng to ấy thì cái thuốc của chúng ta nó sẽ không còn tác dụng nhiều nữa các bạn nhé. Đấy là một trong những cái bí kíp mà mình đã được học từ mẹ của mình, một người phụ nữ dân tộc Thái, và có những cái bài thuốc nam, bài thuốc dân tộc rất là hay và bà đã truyền lại cho mình. Đó. Thì trong cái quá trình mà làm các sản phẩm thì mình cũng cố gắng làm sao mà mình đảm bảo được cái sản phẩm của mình nó giữ được cái truyền thống và nó giữ được đúng theo cái bài thuốc của mẹ của mình. Mặc dù là nó rất là vất vả các bạn ạ, phải chia sẻ thật với mọi người là khi làm các cái sản phẩm này thì không chỉ là tâm huyết, không chỉ là cách làm mà nó còn phải rất là vất vả. Và cùng với đó là đặc biệt với sâm cau đen thì mình khuyên chân thành, nếu như bạn nào đã biết xả độc rồi thì hãng làm, còn nếu như các bạn chưa biết xả độc thì khuyên chân thành đừng nên mua những cái sản phẩm mà còn nguyên củ như thế này. Mặc dù mình vẫn bán nhé các bạn nhé, những bạn nào mà biết rồi thì mình vẫn bán, các bạn mua cái giá mà nguyên củ ấy thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thường thì nếu mà vào vụ vào mùa mà người dân người ta đi đào được nhiều, mình mua được nhiều thì mình bán với giá rất là nhẹ nhàng thôi, nó chỉ rơi khoảng tầm 80 đến 100 nghìn trên một cân, đợt nào cao lắm thì đến 120 nghìn trên một cân. Thế nhưng mà chia sẻ thẳng thắn luôn, các bạn nhìn thấy thì đấy đấy, người dân người ta bán cho mình còn rất nhiều rễ và chúng ta phải cắt bỏ đi rất là nhiều thứ và xả độc như hình. Cho nên một cân thì các bạn chỉ còn lại được khoảng 200 gram đến 300 gram thôi. Và chúng ta lại còn phải sấy, có nghĩa là phải phơi để làm sao mà
trong cái quá trình phơi thì các bạn cần phải vẩy thêm một chút rượu trắng nữa thì là tốt nhất. Và thật sự thì để làm thuốc thì mình phải ngửi được cái mùi thơm của cái sâm cau, lúc đó thì chúng ta mới đưa ra để chúng ta ngâm rượu được các bạn nhé. Hiện tại thì mình thấy là trên các trang mạng xã hội thì rất nhiều cái cách để làm, và cũng mọi người cũng bán rất là nhiều cái sản phẩm này, nhưng mà gần như là mình thấy là để mà cầu kỳ, để mà làm đúng, để làm thuốc thì hình như là mọi người đang đang bỏ qua cái khâu đấy. Có những bạn mà mua sản phẩm sâm cau xong rồi thì là về chỉ rửa sạch thôi là đưa lên để ngâm luôn. Thì mình thấy là thực ra là có nhiều bạn bảo bị ngộ độc vì cái sâm cau đen, thì có nghĩa là mình nghĩ là nó từ đấy mà ra. Và đấy, phơi nắng thì các bạn lưu ý là phải phơi nắng nhẹ, không được phơi nắng quá to quá lớn, mà chúng ta phơi nắng và có gió các bạn nhé, thì chúng ta mới đạt được cái sản phẩm sâm cau mà chúng ta ngâm. Và ngâm sâm cau thì các bạn có thể ngâm riêng cá nhân mỗi cái sâm cau thôi thì cũng được. Thì hiện tại là bên mình có sẵn cái sản phẩm đã xả độc như thế này, thì một hộp của mình thì các bạn có thể ngâm tối đa được khoảng tầm 5 lít sâm cau, 5 lít rượu. Thì ở đây thì trung bình mình tính là nó rơi vào khoảng 2 kg sâm cau tươi thì mình mới được một cái hộp như vậy. Vậy cho nên giá thành trên thị trường của mình hiện tại tính cả công vào một cái hộp thì nó khá là đắt đỏ. Nếu như các bạn nghe thấy thì sẽ thấy giá là đắt đỏ. Nó rơi vào khoảng tầm 300.000 trên một hộp các bạn nhé. Nhưng các bạn cứ thử tính xem 300.000 trên một hộp, mà riêng các bạn nếu mà mua lẻ thôi, mua mua nguyên rễ nguyên cây kia, nó vào khoảng tầm, các bạn mua nó rơi khoảng tầm 120.000 đến 150.000 một cân đấy. Về chúng ta xả 2 lần thì không biết là 2 cân thì các bạn có đạt được cái số lượng như của mình không. Đấy là mình làm rất là nhiều thì mình mới chia ra, thì mình mới thấy là mình thấy trung bình thôi là 2 cân thì mới được một cái hộp như của mình đó. Và cái công thì các bạn nhìn thấy đấy, cái công rất là mất thời gian. Cùng với đó là rượu nữa, rượu thì mình dùng ở đây là rượu men lá để mình ngâm, để làm đảm bảo làm sao giữ được cái rượu sâm cau nó lên lên mùi thơm rồi, lúc đó đậm hình như hình mà mình đang quay trên màn hình rồi thì mình mới chuyển cho các bạn nhé. Và cái sâm cau đen này thì nó sẽ còn ngâm được với các loại khác, ví dụ như các bạn có thể kết hợp với ba kích cũng rất là hợp lý, hoặc các bạn có thể dùng nguyên một cái hộp này các bạn ngâm kèm cùng với những các cái bài thuốc, thang thuốc, thuốc bắc mà để ngâm rượu ấy. Thì trước đây là mẹ mình thường dùng như thế, mẹ mình mua hẳn một cái gói thuốc bắc, thuốc để ngâm rượu bình thường, hoặc là kể cả như là những các cái vị thuốc minh mạo khang. Thế sau rồi về ngâm, và mình ngâm thêm cái sâm cau đen này vào đều được các bạn nhé. Và hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái cách để có thể ngâm được sâm cau đen với những các sản phẩm khác. Như các bạn đã biết thì mình đã chia sẻ rất nhiều video rồi, thì cái sâm cau đen nó là một cái sản phẩm mà tăng cái sức nóng cho quý ông rất là tốt. Vậy cho nên là ngoài cái việc là ngâm cá nhân riêng nó thì các bạn có thể ngâm cùng với ba kích này, hoặc là các bạn có thể ngâm cùng với một số các cái sản phẩm khác như là hy thiêm, hà thủ ô đó, hoài sơn. Thường thì bài thuốc dùng cho những người mà bổ thận, cho người trung niên và cao tuổi thì sẽ có là tiên mao, dâm dương hoắc, hoài sơn, kỳ tử, hoàng tinh, thục địa, sơn, thủ phục. Thực ra tất cả những cái vị thuốc này thì các bạn có thể mua những cái thang thuốc khớp bổ sẵn để ngâm rượu, sau đó chúng ta kết hợp cùng với cả là cái sâm cau đen này thì nó là một điều rất là ok, rất là tuyệt vời nhé. Và thực ra đó là một cái kinh nghiệm mà trước đây mẹ của mình thường hay sử dụng ngâm để cho bố mình uống, và nó giữ được cái sức bền, sức xương dẻo, và đặc biệt là gân cốt thì rất là ok. Vậy cho nên là mình mà bố mình ý, thì là một người mà bị bệnh thấp khớp, thì thấp khớp rất là nặng, bởi vì là trước là ông cũng đi bộ đội rồi thì thấp khớp rồi thì đau lưng đó. Thế nhưng mà chỉ với những cái sản phẩm như là sâm cau đen này ngâm với lại những các cái thang thuốc thuốc bắc cơ bản bình thường thôi, mà bố mình mỗi ngày chỉ uống khoảng một chén nhỏ thôi, thì trộm vía là ông rất là khỏe mạnh, và khỏe mạnh cho đến lúc ông ra đi là hơn 70 tuổi các bạn nhé. Vậy cho nên là cũng từ cái bài thuốc này thì mình học được của mẹ mình, và đến bây giờ thì và sau khi mình sử dụng mà mình cũng thấy là nó khá là hay,
thì mình đã đưa nó vào cái danh mục của mẹ bảo hân.com của cái trang web của mình, và mình sẽ bán nó kèm với các cái sản phẩm khác như là táo đỏ, kỳ tử và các loại trà hoa. Vậy cho nên là khi mọi người mua cái sản phẩm này thì có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số 0977659472 để mình có thể tư vấn, và cùng với đó là mình có thể ship đơn hàng cho các bạn. Thì hiện tại thì cũng phải lưu ý là mình đang bán là bán sản phẩm đã xả độc như hình ở trên mà mình ghi nhá. Thế còn cái sản phẩm mà khô như trên, cái sản phẩm củ tươi ấy, thì mình cũng lưu ý luôn, bạn nào biết xả độc thì mình bán. Còn bạn nào không biết xả độc, không biết cái công thức đấy, không biết làm ấy, thì mình khuyên chân thành là không nên mua. Rồi về đến lúc các bạn không làm được, các bạn ngâm rồi cuối cùng nó lại thành độc tố thì mình cũng không muốn làm cái việc đó, và mình cũng thẳng thắn chia sẻ với mọi người luôn ở cái chỗ đó. Và các bạn cũng lưu ý là cái sâm cau đen hay tiên mao rừng là nó khác hoàn toàn với lại cái sâm cau đỏ mà mọi người hay gọi nhé. Thực ra mình thì mình không biết cái sâm cau đỏ là sâm gì, từ bé đến lớn không biết, chỉ biết là mãi sau này thì thấy mọi người gọi là sâm cau đỏ, nhưng thực tế là mình đã từng được mẹ mình chỉ dạy thì nó không phải là sâm, cái đó nó là cái rễ, cái bồng bồng. Thì không biết là tại làm sao mà mọi người cứ gọi nó là sâm cau đỏ, thì cái đấy thì mình cũng không biết. Thế nhưng mình chỉ biết đến một loại duy nhất, đó là cái loại sâm cau đen. Lá hoa thì nó như hình mà mình đang chia sẻ với mọi người, còn củ thì đó mình đang làm và mọi người có thể nhìn thấy là mình đã xả độc nó như thế nào, và quy trình xả độc thì mình cũng đã ghi rõ ở trên. Vậy cho nên mọi người khi mua sản phẩm thì vui lòng gọi điện cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.